Hôm nay thì mình sẽ khui cái thùng thiệt là bự này ra. Đây là máy lọc không khí thông minh, cái thương hiệu là Goemann của Đức. Thì trước khi mở ra thì chắc là đi một vòng xung quanh để coi cái thông số của nó luôn ha. Ở ngoài vỏ đây là cái cấp 8 cấp độ lọc của nó để lọc không khí, sát vô luôn ha. Rồi để coi còn cái gì nữa. À đây nè, rồi em quay cho đây luôn ha. Đây là sản phẩm nè đó. Rồi rồi chúng ta thấy là ở đây nè, là nó là một cái máy lọc mà có loại bỏ được cái PM 2.5, là cái bụi cực kỳ mịn luôn ha. Mà trước đây người ta nói là cái bụi này là tác nhân để gây những cái loại phổi và gây những cái phản ứng về dị ứng về, về bụi á, và nó có nhiều lớp màng lọc ha. Và cái này là khóa trẻ em. Khóa trẻ em thì như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ mở ra chúng ta sẽ biết ha. Và nó giải phóng cái ion âm, phải không? Ion âm. Ion âm thì chúng ta đã biết rồi, nó để làm thanh lọc không khí rất là tốt. Và ai mà muốn cho biết về cái ion âm như thế nào thì chúng ta sẽ coi trên mạng sau. Và cái độ ồn nó rất là nhỏ, và nó có những cái cảm biến ánh sáng, cảm biến về trí thông minh nhân tạo ha, vân vân, có rất là nhiều cái kiểm soát. Thì chúng ta sẽ mở ra phía trong sau. Lâu lâu đạo diễn phải ấy rồi làm dựng dàn dựng sao, bạn này nó quen rồi. À, cái này còn nguyên đai nguyên kiện luôn ha, chúng ta tháo ra cái tem ra luôn. Nó hơi to một xíu. Rồi ở trong nó còn có một cái hộp nữa, chắc chúng ta để xuống dưới rồi lấy lên trên luôn. Rồi lên luôn ha. Lên. Rồi chúng ta thấy cái ấn tượng đầu tiên á là cái này, cái hộp nó rất là chắc chắn và nó có hai lớp. Nó có hai lớp và đóng rất là hay ha. Và đây là cái hộp chính ở bên trong. Và chúng ta cũng thấy là nó cũng có những cái như hôm nãy. Và chúng ta nhìn cái hình là chúng ta hiểu là cái sản phẩm này nó có tác dụng như thế nào liền ha. Rồi, đây. Rồi cái đó thì lát nữa mình thấy sao. Và xuống dưới này nè, là nó ứng dụng trên cái một cái app. Ngoài cái việc là nó tự động chạy thì nó có cái app để ứng dụng nữa ha. Và cái rod này là cái tiêu chuẩn của nó. Đây là những cái tiêu chuẩn mà cái này nó có được ha. Thì những cái tiêu chuẩn như thế này mình sẽ nói sau đi. Rồi ok. Chúng ta tức là mình mua cái này là mình phải tháo làm hai lần, một cái bao bì bên ngoài và một bao bì bên trong. Bạn thấy là người ta làm rất là chắc chắn ha. Rồi thì mình cứ lấy hết đồ ra đi rồi mình tính sao. Để trên bàn. Để dưới. Đây, chúng ta tháo ra. À, xong chưa? Dở hàng. Đó, bỏ qua. Bự ghê ha. So với những cái loại máy lọc không khí mình thấy ở trên thị trường thì cái loại này nó rất là bự. Ok, quá đẹp. Thôi luôn. Yeah. À cái này thì sau khi về Việt Nam thì nó còn được kiểm nghiệm ở Việt Nam nữa. À, trung tâm 3. Đây nè. Trung tâm 3 đã kiểm định rồi các bạn ha. Rồi, thì chúng ta sẽ mở cái bao ni lông ra trước. Này đi theo là cái gì? Trước mắt là cái này là cái remote nè. Ta tháo remote ra luôn ha, xé luôn ra. Thử mà phải không? Thì cái remote này nó có một cái để mở là để bỏ pin vô trong này. Chúng ta thấy là như là có pin sẵn vào, phải không? Có một viên pin sẵn ở trong này rồi nha. Rồi chúng ta bàn lại. Đây là cái catalog bằng tiếng Việt, thiết bị và điều khiển nhà thông minh khác nhau ha, rất là nhiều công tắc, rồi cảm biến rất là dễ sử dụng, bởi vì cái này là nó có một cái catalog bằng tiếng Việt luôn, không phải là bằng tiếng Anh, bằng tiếng Đức nữa mà bằng tiếng Việt. Thì chỉ cần nhìn vô đây cái là chúng ta có thể là
biết được cái tính năng của nó như thế nào và cách lắp bộ lọc. Ở đây thì mình thấy là có cái cả than hoạt tính của nano nữa ha. Rồi, cái này tính sao đây? Rồi ok. Rồi, mình sẽ nói thêm, mô tả thêm một chút xíu nữa và sau đó là chúng ta sẽ vận hành cái này cũng như là mở bên trong ra để coi cái tấm lọc nó có những tấm lọc như thế nào ha. Và tiếp tục. Dạ, khi mình mở cái mặt trước đây nè. À, trước đây là các bạn phải dỡ cái keo này ra, cái seal này ra trước đi ha. Đó, cái tấm đầu tiên các bạn thấy nè, là nó ghi là số 2 đây, tức là để mình nói anh em luôn ha, đây là có 3 tấm. Thì cái tấm này là đầu tiên là nó nằm như thế này đúng không, nãy mình tháo ra mình thấy thì nó không có ghi số nhưng mà nó là số 1. Ở đây mình sẽ ghi rõ nè, là số 2 nè. À, và this side forward, tức là cái này nó hướng ra phía bên ngoài này. Các bạn lưu ý nha, người ta rất là chú trọng để sau này mình sợ mình sắp lắp lộn như thế này là không được. Đây là tấm than hợp tính ha. Nó ghi this side forward, tức là cái mặt này nó hướng ra ngoài và chúng ta sẽ tháo cái này ra luôn, nhưng mà từ từ mình sẽ coi tiếp. Còn đây một cái tấm nữa, nó cũng là mặt này hướng ra ngoài và tấm này tấm số 3 ha. Đây nó ghi nè, antibacterial nè, HEPA filter, tức là cái này là để lọc và vi khuẩn đúng không đó. Rồi nó rất là kỹ luôn. Và sau đó là cái quạt, thì bây giờ chúng ta sẽ tháo từng cái một để bỏ vô lại theo thứ tự ha, là cái số 3 là trong cùng đúng không. Ok, rồi mình sẽ tháo tấm này ra trước. Thì trước khi bỏ cái tấm lọc trong cùng vô thì mình sẽ thấy là đây là cái quạt hồi nãy mình nói rồi, nhưng mà đây là cái gì các bạn thấy không, đây là một cái đèn tia cực tím, tức là gọi là đèn UV đó, nó phát ra cái tia UV để mà diệt khuẩn. Các bạn biết rồi ha, UV là viết tắt của chữ ultraviolet, tức là để mà cái tia cực tím để diệt khuẩn đó nha, UV ha. Rồi thì chúng ta sẽ mở cái tấm lọc này ra, tấm lọc số 3 trong cùng, và lưu ý là khi lắp cái này á là cái mặt này vô trong, tại vì luôn luôn nó có cái chữ này nè ra ngoài và có cái tấm cái dây kéo là mình hiểu rồi đúng không. Rồi phải vô, chỉ đơn giản là vô thôi, như thế này thôi đúng không đó. Rồi sau khi tấm thứ nhất xong thì chúng ta sẽ bỏ tấm thứ hai, số 2 này, số 3 vô trước, số 2 vô sau, và nhớ là mặt này ra ngoài. Đây là cái tấm than hoạt tính ha. Và cái tấm này là khoan tạm dừng, các bạn lưu ý là hai tấm này nè, hai tấm mà có cái dây kéo này nè, là sau một thời gian xài 6 tháng đến 1 năm gì đó tùy theo cái môi trường mà, thì chúng ta sẽ bỏ hai cái này và thay bằng hai tấm mới. Chúng ta không có giặt nha các bạn, lưu ý nha, giặt là chỉ giặt được cái tấm này giống như cái tấm lọc máy lạnh thôi, là chúng ta rửa được nha. Còn hai cái tấm này á, là xài một thời gian, khi nào mà cái màu này nè chinh trắng như thế này mà nó đen thui là biết rồi đó, là có gì chúng ta quăng đi ha, là chúng ta mua cái tấm lọc mới cho nó tốt. Rồi bỏ vô ha. Rồi ha, bỏ vô vừa hết luôn, công nhận người Đức người ta làm rất là chắc khích luôn ha, bỏ cái gì vô là chắc chắn luôn. Rồi cái này cũng bỏ vô luôn, lưu ý ha. Đây cho cái cách phát ăn vô, và thấy chúng ta lấy ra cũng rất là dễ dàng, là chỉ cần đẩy cái này cái kéo ra là xong ha. Đó, đẩy vô nè, thấy chưa. Ok rồi, thì bây giờ là mình có quyền là đây nè ha, nhớ là những cái chốt này nó phải vô trong hết nha các bạn. Rồi xong xuôi hết thì chúng ta có quyền đẩy nắp lại đúng không. Rồi chúng ta đậy nắp lại luôn. Ở đây ha, và ở đây có một cái dòng chữ nè. Đó, rồi dòng, tức là trước khi mà di chuyển hay làm cái gì đó là phải đổ cái nước này ra. Đây. Và cái nước này để làm cái gì? Thì mình sẽ hỏi anh đây là kỹ thuật ha. Em quay qua đây đi đó. Đây là anh kỹ thuật. Anh sẽ giải thích cho chúng ta tại sao có cái hộc nước này. Đó. Rồi. Thì đây là hộc nước, thì khi mà chúng ta đổ nước vô á, để khi mà các bạn lát anh sẽ hướng dẫn sẽ đổ bật cái chế độ ion như này, thì khi mà nước á, từ dưới nó bay lên thì cái hạt ion mà những cái mà mình không thấy á, thì cái đó khi mà nó những cái hạt đó sẽ bám vào bụi và nó nặng hơn ấy thì sẽ ra xuống dưới đất, thì sẽ làm cho không khí mình trong lạnh hơn. Rồi tức là các bạn nghe cái thuật nói thì mình phiên dịch lại chút xíu, tại vì mấy anh kỹ thuật thì anh nói hơi cao siêu quá. Tức là
Tóm lại là ở đây là chúng ta đổ nước vô đây, và khi đổ nước đây thì cái máy này nó sẽ tạo ra một cái ion năm nó bay lên, và âm thì nó gặp cái gì giống như gái vậy đó, gặp gì gặp trai thì nó bám liền đúng không, thì những cái con trai đó là cái gì, là bụi đúng không, thì ion âm là nước đó, nó bay lên nó gặp bụi thì nó bám liền, và nó bám thì mình thấy là con gái mà níu kéo mình đâu làm gì được, tết thôi. À, thì cái ion âm nó bám vô cái bụi đó, nó kéo cái bụi xuống, và khi nó kéo xuống thì gặp ngay cái thằng này nó hút vô, nó qua cái bộ lọc, thế là không khí của chúng ta sẽ được trong lành đúng không. Rồi thì bây giờ còn cái này là chúng ta tháo ra luôn để mà đổ nước vô đúng không, mình làm luôn. Trước khi dùng cái filter này thì phải mở cái túi PE này ra ha. Rồi ok rồi, à, nhờ một bạn nào đây rồi nhét vô đây, mình đổ nước vô là đổ bên ngoài này phải không, đây đổ nước vô đây ha. Rồi bây giờ chúng ta đổ nước vô luôn để cho nó chạy, thì có nước nó mới chạy được đúng không. Đây, đổ vô thoải mái. Đó, đổ nước vô, thấy không? Rồi, ok, tạm dừng. Đó, rồi, ok. Chừng đó được là cái gì phải không? Chờ sàn quá, nước lọc bằng nước suối của Aquafina luôn quá không? Rồi, ok. Được rồi, anh nghĩ là lên tới đó được rồi đó. Nắp này đậy lại, cho nó kỹ nha, đậy lại đi. Rồi sau khi đổ nước đậy xong thì chúng ta sẽ đẩy cái này vào lại. Rồi khớp luôn ha các bạn ha. Rồi xong xuôi thì bây giờ mình bắt đầu mình chuẩn bị cắm điện thử. Ra. Và chúng ta để ý trên này ha. Có chữ pull không? Rồi chúng ta để ở dưới đi, cắt để ở dưới luôn đi ha. Rồi thì tới giai đoạn này thì mình sẽ nhờ bên bộ phận kỹ thuật của mình sẽ hướng dẫn tiếp. Bây giờ khi mà chúng ta cắm điện lên thì bắt đầu thấy nó đỏ rồi, và chúng ta sẽ theo từng cái nút từ trái sang phải qua trái gì cũng được nha. Rồi anh nhờ kỹ thuật, ai cũng biết rồi đúng không, tức là sau khi mà mình muốn bấm cái này lên để hẹn giờ thì mình bấm cái power trước. Cái này là không phải bấm như nút bấm cơ, mà cái này là nút cảm ứng nha các bạn ha. Chúng ta bây giờ để cái tay nhẹ nhàng là tắt nè, không để nhẹ vô cái là nó lên, và đèn nó lên nè, và đồng thời chúng ta thấy cái quạt nó mới là quả quạt hơi lên rồi đúng không. Và chúng ta muốn chỉnh thì có này cái nhiều cái nút, ví dụ như cái timer là chúng ta chỉnh cái giờ bật lúc nào tắt lúc nào theo ý mình, thì cái này thì không cần phải nói nữa, cái gì các bạn có thể là coi sao. Cái này chúng ta đang để chế độ auto, tức là nó sẽ tự động nhận diện cái độ mức độ của cái môi trường của chúng ta đúng không, để mà nó điều khiển cái thiết bị. Ví dụ chúng ta đã nói rồi, cái này là cái nút auto là cái không khí nó có màu đỏ thì cái auto này nó làm cái quạt nó chạy maximum lên luôn, các bạn thấy không đó. Nhưng mà ví dụ chúng ta thấy là nó chạy nhanh quá, chúng ta muốn điều chỉnh lại, chúng ta bấm qua cái nút này tốc độ đó. Và cái tốc độ này là chúng ta có thể điều khiển được. Rồi tạm dừng. Thì chúng ta thấy nè, khi chúng ta đã chuyển từ auto qua tốc độ mà gió nó vẫn rất là mạnh, vì lý do là chúng ta nhìn cái màn hình 1 2 3 4 5 6 7 8 9, nhiều cái nấc quá thì chúng ta bấm cái speed này lại, à một nấc nè, bắt đầu từ từ thì cái quạt này nó sẽ giảm xuống, và chúng ta có thể bấm thêm cái là 2 nấc, bấm một cái nữa là 3 nấc chẳng hạn như vậy. À, chúng ta thấy cái tốc độ quạt nó khác liền. Và thứ ba nữa là bây giờ chúng ta sẽ thấy những cái màu này khác nhau, cái màu này nó thể hiện cái gì thì lát nữa mình đã nói sao. Thì bây giờ mình sẽ nói tiếp mấy cái chế độ trên cái này trước. À, chúng ta thấy là đây là cái wifi là để kết nối với lại cái app trên điện thoại của chúng ta, thì cái này lát nữa mình sẽ nói sao. Cái chế độ này rất là hay, hiện nay chúng ta thấy là quạt nó đang quạt mạnh và nó có cái những cái đèn quang ban đêm, nhiều khi cái này nó làm chúng ta khó ngủ đúng không, thì chúng ta sẽ bật một cái chế độ sleep thì chúng ta